Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về phong thủy, tâm linh và Phật Pháp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị và các bạn an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Kính thưa quý vị, những ngày đầu xuân, người ta thường hay chúc nhau về những điều tốt đẹp trong năm mới. Ai nấy đều mong mỏi một năm mới sẽ mang đến những cơ hội may mắn hơn. Thế rồi, không biết từ lúc nào đã biến thành thông lệ. Tết đến, người ta thường hay đi coi bói xem quẻ đầu xuân, xem vận số của mình năm nay sẽ ra sao. Những đền chùa đông nghịt người, vừa cầu Phật, cầu Thánh gia hộ, vừa xin sâm, xin quẻ để đoán biết tương lai. Đó cũng là một phong tục hết sức gần gũi của người dân Việt Nam. Trong đó, xem tử vi tưởng là dễ nhưng lại khó vô cùng, vì chỉ theo đồ biểu mà ai cũng có thể vẽ ra được lá số tử vi. Nhưng cách giải ra sao, với vị trí, âm dương ngũ hành và ảnh hưởng như thế nào lên vận mệnh của từng người, thì phải có kiến thức và kinh nghiệm, cần học hỏi ở những người thông thạo. Như tất cả các môn học đều phải có thầy chỉ dẫn, và cũng như các môn học khác, muốn quán triệt môn nào cũng phải thực sự là có năng khiếu, có sự thích hợp của riêng mình thì mới có được. Sau đây, Vạn Điều Hay xin gửi tới quý vị và các bạn cùng chiêm nghiệm vận mệnh đầy đủ của 12 con giáp theo khoa học tử vi trong những ngày đầu năm mới, giúp bạn dự đoán và lên kế hoạch trong năm 2024 để vận trình công việc và cuộc sống có thể chủ động hơn. Thứ nhất, tử vi tuổi Tý năm 2024. Năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Tý gặt hái được những thành quả nhất định trong công việc và cuộc sống. Họ có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi, kéo theo nhiều thu nhập tăng cao. Vẫn còn đôi chút khó khăn, thử thách, nhưng mọi thứ đều sẽ được hóa giải một cách dễ dàng nhờ vào vận khí tốt đang lên của bản mệnh. Cơ hội thăng tiến trong công việc hết sức rộng mở. Năm 2024, tuổi Tý có tài tinh chủ quản tài lộc chiếu mệnh nên không lo túng thiếu, tiền bạc sẽ gia tăng nhanh chóng, có thêm nhiều nguồn thu nhập phụ ngoài công việc chính, kiếm tiền hết sức thuận lợi, suôn sẻ, nhưng cũng cần phải biết cách tiêu tiền đúng mục đích, không được lãng phí, thì nhất định năm 2024 tuổi Tý sẽ thắng lớn. Về phương diện sức khỏe, năm 2024 Giáp Thìn, tuổi Tý vẫn còn một số ít những sao hung tinh chiếu mệnh, nên cần chú trọng chăm lo sức khỏe của bản thân, đề phòng ốm đau, kẻo hao tài tốn của và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình. Khi đi lại, cần cẩn thận đề phòng tai nạn bất ngờ. Gia đạo trong năm Giáp Thìn của tuổi Tý hết sức bình an, hòa thuận, yêu thương nhau. Khi có xung đột xảy ra trong gia đình, cũng chỉ là những xung đột nhỏ, đều có thể giải quyết ổn thỏa. Những ai còn đang độc thân thì trong năm nay sẽ sớm tìm được ý chung nhân phù hợp, sớm thành gia lập thất. Tháng tốt trong năm nay đó là tháng 7 và tháng 10 âm lịch, có thể đi mua đất, xây nhà hoặc làm những chuyện hệ trọng trong các tháng này. Tháng xấu gồm có tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Cần cẩn thận những tháng xấu, không nên mua mặt bằng, buôn bán trong thời gian này. Thứ hai, tử vi tuổi Sửu năm 2024. Công việc làm ăn của tuổi Sửu trong năm 2024 sẽ có những tiến triển mới, nhưng cũng đi kèm với đó là áp lực, bận rộn và vất vả. Ngay khi năm mới bước sang, từ tháng 1 đến tháng 4, ngọn lửa đam mê có thể thôi thúc tuổi Sửu rót tiền vào những ước mơ táo bạo như sở hữu một mái ấm mới hoặc thậm chí là một dự án kinh doanh đầy hứa hẹn. Nhưng hãy thận trọng, giữ vững lý trí trong từng quyết định của mình, không để chi tiêu vượt quá khả năng tài chính và luôn có trong tay một bản kế hoạch đầu tư chi tiết, minh bạch. Cơ hội và khó khăn thì luôn đồng hành với nhau. Sự thăng tiến sẽ rõ rệt với những người tuổi Sửu biết miệt mài phấn đấu, có ý chí vươn lên. Càng về cuối năm, vận khí càng vượng, thăng tiến hay tăng lương được hay không chính là nhờ thời điểm này có biết chủ động nắm bắt cơ hội. Về đường tài lộc, trong năm 2024, tuổi Sửu sẽ có gia tăng thêm nhiều nguồn thu nhập phụ, nhưng kiếm được tiền
thì cũng đồng nghĩa với việc bỏ ra nhiều sức lực và thời gian hơn, nên có thể sẽ xảy ra căng thẳng. Tiền có trong tay, chưa nóng đã vội đi, khó mà tích lũy. Vì vậy, tuổi Sửu cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng mới có thể giữ được tiền bạc. Về phương diện sức khỏe, tuổi Sửu sẽ không mắc các bệnh tật nghiêm trọng, nhưng ốm đau thì khó tránh, sẽ bị hao tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian cho việc chữa trị. Khi làm việc quá nhiều, hãy biết cách nghỉ ngơi đúng lúc, thư giãn, tránh việc cơ thể bị suy nhược, bệnh tật sẽ từ đó mà ra. Ở phương diện tình cảm, áp lực công việc và cả trong cuộc sống trong năm 2024 khiến tuổi Sửu chất chứa những căng thẳng và suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy, sẽ có nhiều lúc bức xúc giải tỏa ra bên ngoài, nên mâu thuẫn sẽ dễ nảy sinh. Còn người độc thân có chút khởi sắc về tình duyên nhờ được thái âm cát tinh soi lối. Dù tình cờ hay được mai mối sẵn gặp gỡ cũng sẽ tìm được người phù hợp, nếu được có thể bàn tính đến chuyện hôn nhân trong năm nay. Tháng tốt âm lịch bao gồm tháng 4, tháng 6, tháng 10. Nếu mưu cầu công danh sự nghiệp thì có thể bắt đầu trong các tháng này. Tháng xấu âm lịch gồm có tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Cẩn thận mọi việc, đặc biệt là liên quan đến sức khỏe. Thứ 3, tử vi tuổi Dần năm 2024. So với tử vi năm 2023, vận trình năm 2024 của người tuổi Dần tỏ ra kém sắc và nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu quyết tâm và không ngừng nỗ lực, họ hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi bước ngoặt trong sự nghiệp. Bước sang đầu năm 2024 Giáp Thìn, người tuổi Dần phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, trong khó khăn cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội. Nhìn chung, vận trình năm nay của người tuổi Dần sẽ có thăng, có trầm, có lên, có xuống. Bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thay đổi bất ngờ. Cần lưu ý thêm, tuổi Dần sẽ phải đối mặt với sự điều chuyển về chức vụ hay thay đổi môi trường làm việc. Đó có thể là những điều chuyển về công tác nhân sự trong công ty, hoặc cấp trên ra quyết định kiện toàn lại bộ máy nhân sự, tổ chức lại các nhóm dự án. Có thể có người sẽ được thăng chức, nhưng cũng có người sẽ bị sa thải. Về tình cảm, phương diện tình duyên và gia đạo của người tuổi Dần năm 2024 chịu ảnh hưởng không nhỏ từ trạng thái cảm xúc bất ổn của con giáp này. Bản mệnh trở nên nhạy cảm hơn, thiếu cảm giác an toàn, từ đó nảy sinh đa nghi, ghen tuông, giận hờn. Về sức khỏe, người tuổi Dần cần chú ý hơn đến sức khỏe thể chất, duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đặc biệt tránh mệt mỏi, căng thẳng quá mức, duy trì lối sống lành mạnh để có thể đẩy lùi bệnh tật. Tháng tốt âm lịch trong năm gồm tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10, tháng 11. Có thể tận dụng những tháng tốt này để bắt đầu kinh doanh, mua nhà đất. Tháng xấu âm lịch gồm có tháng 4, tháng 9, tháng 12. Cẩn trọng trong các quyết định ở gần cuối năm, nên hạn chế mâu thuẫn, nhường nhịn trong thời điểm này. Thứ 4, tử vi tuổi Mão năm 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, những người tuổi Mão sẽ vẫn còn phải đối diện với những khó khăn, thử thách trong sự nghiệp. Tuy nhiên, càng về cuối năm, công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ hanh thông thuận lợi hơn, sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Có thể nói, Giáp Thìn là một năm tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức đối với người tuổi Mão, mặc dù đã dễ thở hơn so với năm 2023. Bản mệnh cần chuẩn bị tâm lý, đón những điều ngoài ý muốn bất chợt ập đến. Đây là thời điểm mà người tuổi Mão nên bình tĩnh để chờ thời cơ. Về sự nghiệp, công việc phát sinh nhiều vướng mắc, đòi hỏi bản thân phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian để giải quyết. Để tránh những tổn thất và sai lầm đáng tiếc, tuổi Mão cần cẩn trọng hơn trong mọi bước xử lý, nên tập trung vào công việc chính của mình thay vì mơ tưởng đến những điều xa xôi, viển vông. Về tình duyên của người tuổi Mão trong năm 2024 sẽ có nhiều thử thách. Những ai đã kết hôn sẽ có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, trở nên đa nghi và không hài lòng về đối phương. Vì thế, gia đình thường xuyên có tranh cãi, căng thẳng. Ngược lại, đối với những người còn đang độc thân thì năm 2024 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để gặp gỡ được nhiều người hơn. Từ đó có thể gặp được ý chung nhân của đời mình. Chỉ khi nào bạn mở lòng ra mới có thể xóa bỏ được khoảng cách và tiến xa hơn trong mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, cũng đừng để vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa.
hãy để dành thời gian chứng minh sự chân thành của đối phương. Về sức khỏe, người tuổi Mão trong năm 2024 cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh, khoa học để tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch của bản thân. Bên cạnh đó, áp lực từ công việc, tiền bạc hay những buồn phiền về tình cảm có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn, mất ăn mất ngủ, rất dễ rơi vào tình trạng lao lực. Tháng tốt âm lịch gồm có tháng 2, tháng 6 và tháng 10. Đây là các tháng phù hợp với tuổi Mão trong năm 2024. Tháng 6 âm lịch gồm có tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 11. Trong các tháng 6 này, cần phải cẩn thận về sức khỏe của bản thân. Thứ 5, tử vi tuổi Thìn năm 2024. Theo tử vi năm 2024 dự báo, năm nay tuổi Thìn sẽ có rất nhiều xáo trộn. Con giáp này sẽ gặp nhiều điều bất lợi và khó khăn ở tất cả các phương diện trong cuộc sống. Đặc biệt là trong giai đoạn nửa đầu năm, khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Mặc dù bản mệnh là người có ý chí kiên cường, thông minh, bản lĩnh, nhưng vẫn sẽ bị lung lay trước những khó khăn và khủng hoảng trong năm nay. Càng về cuối năm, mọi thứ mới bắt đầu trở nên dễ thở hơn đối với người tuổi Thìn. Chính vì vậy, khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, đòi hỏi con giáp này không được suy nghĩ tiêu cực hay nản lòng thì mới có thể vượt qua được. Về sự nghiệp, năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Thìn không dễ dàng, bị tác động ở rất nhiều phương diện. Sự thăng tiến trong công việc bị chững lại, ít có cơ hội để phát triển. Sự cạnh tranh ngày càng lớn trong công việc đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn mới có thể giữ được những gì mình đang có. Đối với những người mới khởi nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh, buôn bán có thể sẽ gặp nhiều trở ngại, thậm chí là thất bại khó lường. Người tuổi Thìn cũng nên hạn chế đầu tư trong năm nay, đặc biệt là những hạng mục tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao như cổ phiếu, bất động sản. Ngoài ra, khi đàm phán trong kinh doanh, phải đọc kỹ tất cả những điều khoản trong hợp đồng để tránh bị lừa lọc, gài bẫy. Đối với những người độ tuổi trung niên thì không nên nghỉ việc hay thay đổi môi trường làm việc, bởi có thể sẽ rơi vào trạng thái thất nghiệp trong thời gian dài. Nhìn chung năm nay, tuổi Thìn cần phải phát huy khả năng tư duy độc lập và ý chí kiên cường của mình để vượt qua mọi sóng gió. Về đường tình cảm, cuộc sống gia đình cũng có phần tẻ nhạt, sẽ có nhiều áp lực do vợ chồng, con cái gây ra. Những ai đang đào hoa cần tránh xa các mối quan hệ mập mờ, kẻo sẽ giả thành thật, đánh mất hết hạnh phúc gia đình đang có. Năm tuổi không thích hợp chuyện hôn nhân, các cặp đôi đang yêu nên tìm hiểu kỹ, tránh phải hối tiếc. Người còn đang độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng, khó gặp được ý chung nhân trong năm nay. Tháng tốt âm lịch gồm có tháng 5, tháng 6 và tháng 8. Đây là các tháng tương đối tốt với người tuổi Thìn trong năm 2024. Tháng 6 âm lịch gồm có tháng 2, tháng 4, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Đặc biệt phải cẩn thận tất cả mọi việc trong các tháng 6 này. Thứ 6, tử vi tuổi Tỵ năm 2024. Theo tử vi Giáp Thìn năm 2024 nhận định, tuổi Tỵ năm nay sẽ có một năm bình ổn, không có thăng trầm hay sóng gió nào đáng kể. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội và bước ngoặt lớn ở một số khía cạnh trong cuộc sống. Tuổi Tỵ cần thức thời để nhanh chóng nắm bắt cơ hội kẻo hối tiếc. Mặt khác, về công danh sự nghiệp thì được xem là sẽ có nhiều khó khăn hơn so với năm 2023 đã qua, nhưng kết quả thì vẫn bình ổn, không có nhiều thua lỗ quá mức. Điềm báo tử vi cho thấy, giai đoạn đầu năm, con giáp này sẽ có đôi chút sóng gió, nhưng càng về cuối năm sẽ mở ra những cơ hội mới thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Áp lực công việc sẽ tăng lên, một số người sẽ gặp trục trặc khó giải quyết. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được sự trợ giúp của quý nhân để sớm vượt qua những khó khăn này. Đối với những ai đang kinh doanh, buôn bán thì năm nay cũng là một năm tương đối ổn định. Nhưng bản mệnh vẫn cần cẩn thận khi ký kết hợp đồng, văn bản để không bị người khác gài bẫy dẫn đến tranh cãi về sau. Để công việc làm ăn dễ dàng và thuận lợi hơn, bạn nên mở rộng các mối quan hệ và biết giữ gìn vun vén các mối quan hệ cũ đã sẵn có. Như vậy, khi có khó khăn, nhất định sẽ được mọi người trợ giúp. Về tình duyên, nhìn chung, các mối quan hệ đều ổn định và không có nhiều biến động. Những ai đang độc thân có thể tự tin theo đuổi tình yêu của mình
mà không cần quá lo lắng về sự can thiệp của bên ngoài. Có người bất ngờ được tỏ tình, mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển rất nhanh, có thể tiến tới hôn nhân. Với các cặp đôi, tình cảm giữa hai bên ngày càng ổn định trong năm nay. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ vẫn xảy ra cãi vã, nhưng không đến mức nghiêm trọng, thậm chí sẽ càng khăng khít hơn bởi cả hai thêm hiểu nhau và yêu nhau hơn. Lưu ý, sự xuất hiện của hung tinh cảnh báo về những tổn thương, tai nạn bất ngờ do chính sự bất cẩn của con giáp này gây ra. Do đó, đi lại, làm việc đều phải cẩn thận, chú ý an toàn. Các tháng tốt âm lịch gồm có tháng 1, tháng 3, tháng 8, tháng 11. Trong những tháng này, tuổi Tỵ có thể tận dụng để mua bán nhà đất hay sang nhượng mặt bằng, khởi nghiệp kinh doanh. Tháng 6 âm lịch gồm có tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 10. Cẩn thận về sức khỏe, tài lộc, đặc biệt là trong việc chi tiêu tiền bạc. Thứ 7, tử vi tuổi Ngọ năm 2024. Tử vi tuổi Ngọ năm 2024 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển trông thấy so với năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe lại rất đáng báo động, cần phải đề phòng tai nạn bất ngờ. Về sự nghiệp năm 2024 dự báo, tuổi Ngọ nhiều khởi sắc, dù chưa đến mức độ nở rộ và tiềm ẩn một vài rủi ro, nhưng tuổi Ngọ vẫn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Thái độ làm việc tích cực, luôn tập trung cao độ và đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp cho tuổi Ngọ luôn tìm được chỗ đứng của mình trong tập thể. Ngoài ra, những cống hiến của bạn còn có thể mang lại nhiều lợi ích lớn trong công việc, khiến cho bạn luôn được tin tưởng giao phó những vị trí quan trọng. Năm 2024, cát tinh cho thấy các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tích cực. Bạn sẽ làm quen được với nhiều đồng nghiệp tốt, cùng chí hướng và luôn sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn. Nhờ có họ mà công việc của bạn luôn luôn thuận lợi, suôn sẻ hơn. Dù gặp khó khăn cũng sẽ đều có cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Về đường tình duyên, tử vi năm 2024 tuổi Ngọ cho thấy phương diện tình duyên của con giáp này khá hài hòa và bình yên. Bạn nên chủ động hơn trong việc tình cảm và có ý thức vun vén hạnh phúc gia đình. Như vậy thì sẽ tận hưởng được nhiều hạnh phúc. Người đang độc thân sẽ được xe duyên nên các mối quan hệ sẽ có nhiều cải thiện. Bản mệnh không chỉ quen biết được nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt mà sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tượng lý tưởng. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ còn đang cô đơn thì nên chủ động làm quen, nói chuyện nhiều hơn với đối phương. Hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của mình và dùng sự chân thành để chinh phục họ. Về sức khỏe, phương diện sức khỏe là điều mà người tuổi Ngọ cần phải lưu ý nhiều hơn trong năm 2024. Khi có dấu hiệu bất ổn về thể chất, cần thăm khám ngay cũng như lập tức tháo gỡ những khúc mắc để tinh thần luôn cảm thấy thoải mái, yêu đời. Tháng tốt âm lịch gồm có tháng 2, tháng 3 và tháng 10. Đây là các tháng tốt của tuổi Ngọ trong năm 2024 có thể tận dụng để khởi nghiệp. Tháng xấu âm lịch gồm có tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 11. Cẩn thận về sức khỏe, gia đạo, tránh xa những chuyện thị phi trong những tháng này. Thứ 8, tử vi tuổi Mùi trong năm 2024. Tử vi năm 2024 của người tuổi Mùi được nhận định là có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Vận trình năm 2024 của người tuổi Mùi có nhiều sao cát tinh chiếu mệnh, từ đó có nhiều bước tiến nhảy vọt, rực rỡ so với năm 2023. Cuộc sống có xu hướng ổn định, ít biến động trong mọi phương diện. Tuy nhiên, một vài thời điểm ngắn trong năm, tuổi Mùi sẽ có gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan, chủ động tháo gỡ khó khăn trong mọi tình huống, không tỏ ra tâm lý chán nản, bi quan, thì sẽ có một năm cực kỳ thuận lợi và rực rỡ. Về sự nghiệp trong năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Mùi cực kỳ may mắn. Bản mệnh biết phát huy tất cả những điểm mạnh của mình trong công việc, nên có thể gây ấn tượng tốt cho cấp trên và đồng nghiệp. Năm nay là năm đặc biệt tốt đẹp cho những ai đang muốn thăng chức tăng lương. Bạn hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của mình. Với những người mới đi làm hoặc vừa khởi nghiệp, bạn sẽ luôn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực. Bạn cũng là người cống hiến nhiều ý tưởng mới mẻ, giúp ích cho cơ quan, tập thể. Nhìn chung, bạn nên tin tưởng vào lựa chọn của mình đến cùng và nỗ lực để đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Phương diện tình cảm của người tuổi Mùi năm nay khá bình yên. Bạn đã biết chú ý hơn đến lời nói và cách ứng xử của mình. Vì vậy, bạn được lòng rất nhiều người xung quanh
nhận được sự yêu mến. Với những người đang độc thân, bạn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc nên cũng dễ trở thành người nổi bật trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp sẽ muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Chỉ cần bạn chủ động bật đèn xanh thì cơ hội nên duyên với một ai đó là rất cao trong năm nay. Người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên cũng thường xuyên giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Những đối tượng được giới thiệu thường là người đáng tin cậy, có công việc ổn định và kinh tế vững vàng. Nếu hướng tới mục tiêu lập gia đình thì bạn cần cân nhắc gặp gỡ. Về sức khỏe, tử vi tuổi Mùi năm 2024 dự báo bản mệnh sẽ không gặp phải nguy cơ lớn về sức khỏe. Bạn duy trì được sức khỏe ổn định, tinh thần lạc quan, phấn khởi. Tháng tốt âm lịch gồm có tháng 6, tháng 8 và tháng 10. Hãy tận dụng những tháng tốt để làm ăn. Tháng 6 âm lịch gồm có tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 12. Bạn nên cẩn trọng về sức khỏe trong những tháng xấu này. Thứ 9, tử vi tuổi Thân năm 2024. Nhờ được cục diện tam hợp nâng đỡ mạnh mẽ, lại không có hung tinh tác động, dù trong năm cuối của tam tai, nhưng những người tuổi Thân vẫn kiếm tiền như hái, công việc làm ăn mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Có thể nói, thời đến cản không kịp, vận quý nhân vượng, dễ gặp người quyền quý giúp sức. Tin vui tới tấp trong năm nay, bản tính của những người tuổi Thân là cực kỳ vui vẻ, hòa đồng, giúp họ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, gây dựng được niềm tin ở những người xa lạ, nên sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, giúp đỡ bản thân luôn có được vị trí tốt trong công việc, có nhiều cơ hội để học tập, nâng cao năng lực và trình độ của bản thân. Lời khuyên cho con giáp này là tự tin thể hiện quan điểm, năng lực cá nhân để tạo dấu ấn trước cấp trên, tập thể. Trong năm nay, vẫn có những giai đoạn trầm lắng do tác động ít nhiều của tam tai, nên dù có đang thắng thế thì bản mệnh cũng không nên ngạo mạn, chủ quan. Về tình duyên, phương diện tình cảm của người tuổi Thân trong năm 2024 khởi sắc theo hướng tích cực. Nhờ sự khéo léo trong hành xử, bản mệnh dễ có được cảm tình, sự yêu mến của mọi người xung quanh. Gia đạo yên ổn, một số cặp đôi có thể đón tin vui con cái trong năm nay. Người độc thân dễ được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, gặp gỡ bạn bè để cho mình và đối phương có cơ hội để tìm hiểu nhau. Về sức khỏe, cơ bản người tuổi Thân không gặp vấn đề sức khỏe đáng lo ngại trong năm nay. Có thể nói, mọi phương diện trong cuộc sống đều sẽ có chiều hướng tốt lên. Nhờ đó, bản mệnh luôn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, sức khỏe thể chất cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Tháng tốt âm lịch gồm có tháng 2 và tháng 6. Nếu buôn bán kinh doanh thì đây là các tháng rất thích hợp cho người tuổi Thân khai trương. Tháng xấu gồm có tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Trong các tháng xấu của tuổi Thân, cần phải thực sự chú ý đến sức khỏe và gia đạo, không nên khai trương trong những tháng này. Thứ 10, tử vi tuổi Dậu năm 2024. Theo tử vi năm 2024 của người tuổi Dậu, sẽ có những bước tiến đại nhảy vọt trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh được nhiều sao cát tinh chiếu mệnh nên gặp rất nhiều may mắn, mọi phương diện trong cuộc sống đều hanh thông thuận lợi, tiền bạc tích lũy không ngừng. Trong năm 2024, phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, những thành quả mà họ đạt được một phần là sự may mắn, còn lại phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực bền bỉ và không ngừng cố gắng của bản thân. Tuổi Dậu là người thông minh, luôn biết giữ cái đầu lạnh, phản ứng nhanh nhẹn nên thường đưa ra những quyết định nhanh chóng, chính xác, nắm bắt tốt thời cơ. Nếu có ý định thực hiện những dự định lớn, tuổi Dậu nên bắt đầu ngay trong năm nay. Đây có thể là thời điểm thích hợp nhất. Về tình duyên, phương diện tình cảm của người tuổi Dậu có tốt, có xấu, do cả những yếu tố khách quan và chủ quan. Vì thế, bạn nên chú ý hơn đến những lời nói, hành xử trong các mối quan hệ với những người xung quanh để hạn chế những rắc rối mới, có thể giữ yên được gia đạo bình an, hòa thuận. Về sức khỏe, tử vi tuổi Dậu năm 2024 nhận định phương diện sức khỏe không có gì đáng ngại. Họ duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt trong năm nay. Con giáp này luôn nhắc nhở bản thân duy trì lối sống điều độ, rèn luyện thể dục thể thao để có thể thêm phần dẻo dai, khỏe mạnh. Tháng tốt âm lịch gồm có tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 10. Nên tận dụng các tháng tốt này để bắt đầu khởi nghiệp. Tháng xấu gồm có tháng 1, tháng 2, tháng 9, tháng 11, tháng 12.
có thể sẽ gặp phải những chuyện không thuận lợi vào những tháng này. 11. Tử vi tuổi Tuất năm 2024. So với năm 2023 thì người tuổi Tuất sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong năm nay. Do nhiều hung tinh chiếu mệnh nên khó khăn liên tục bủa vây, tiền bạc dễ hao tán, có nhưng không thể giữ được. Sự nghiệp năm 2024 đối với người tuổi Tuất tỏ ra kém sắc hơn rất nhiều. Rất khó để có thể tìm thấy vận may hay cơ hội mới để phát triển. Nhiều khi bản mệnh cảm thấy thất vọng vì bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả lại không được như ý. Trong năm nay, tuổi Tuất phải xác định tư tưởng sẽ liên tục gặp khó khăn, mọi việc không thuận lợi, trục trặc. Các mối quan hệ xã giao cũng nhiều bất lợi. Dù cố gắng trong công việc, bạn sẽ luôn chịu sự chống đối, thậm chí là hãm hại ngầm của người khác. Với những người làm lãnh đạo, bạn cũng cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh đưa ra những quyết định sai lầm vì tin theo những lời xu nịnh. Về tình duyên, điểm sáng duy nhất của người tuổi Tuất trong năm nay chính là phương diện tình cảm. Dù phải đối mặt với nhiều sóng gió trong công việc, nhưng bạn vẫn luôn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh. Sức mạnh tinh thần chính là cứu cánh giúp tuổi Tuất vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng cũng hòa thuận, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Sức khỏe tuổi Tuất năm 2024 cũng không có nhiều khả quan, chịu nhiều áp lực trong công việc nên sức khỏe giảm sút rõ rệt. Bạn nên chú ý thăm khám nếu thấy triệu chứng bất thường, chớ chủ quan để lâu mà bệnh tình sẽ ngày càng nặng hơn. Tháng tốt âm lịch gồm có tháng 2, tháng 4, tháng 6 và tháng 10. Nếu mong muốn kinh doanh đầu tư thì hãy chọn những tháng này. Tháng xấu âm lịch gồm có tháng 7, tháng 9, tháng 11, tháng 12. Đặc biệt chú ý đến vấn đề gia đạo, hạn chế việc tranh cãi. 12. Tử vi tuổi Hợi năm 2024. Tử vi tuổi Hợi năm 2024 được xem là nhiều khó khăn trắc trở. Con giáp này cần hết sức cẩn thận trong mọi việc bởi những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhẹ có thể bị trừ lương, kỷ luật, thậm chí là kiện tụng. Tử vi năm 2024 cho thấy tuổi Hợi không có đột phá mới trong công việc, ít sự may mắn, thuận lợi so với 2 năm trước đó. Cùng với những khó khăn chung của thời cuộc, công việc cũng có nhiều bất lợi. Tiền bạc kiếm được sẽ khó khăn hơn trước nếu không tìm cách gia tăng thu nhập bên ngoài. Năm nay, bản mệnh nên giữ cái đầu lạnh để phân tích tình hình thực tế và nhận định năng lực của bản thân. Cẩn thận trước những chiêu trò xấu của đối thủ cạnh tranh, tránh tình huống vì nghe những lời xu nịnh của người khác mà mất phương hướng. Về tình duyên, phương diện tình cảm của người tuổi Hợi trong năm 2024 khá khởi sắc. Người đang độc thân thường được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, nên bạn cần mở lòng ra để cả hai sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Về sức khỏe, người tuổi Hợi không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng trong sức khỏe. Tháng tốt âm lịch gồm tháng 6, tháng 8, tháng 10 sẽ có nhiều chuyện vui trong những tháng này. Tháng xấu âm lịch gồm có tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7. Tuổi Hợi cần phải cẩn trọng trong những tháng này. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn vận mệnh 12 con giáp trong năm 2024. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.